Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 21 tháng 3 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch Times thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Bản tin hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Hoa Kỳ lần đầu tiên rớt khỏi danh sách 20 quốc gia hạnh phúc nhất trên trái đất. Alan Musk báo hiệu ngày tuyên bố tán thành ủng hộ ứng cử viên Donald Trump. Washington Post tiếp tục kêu gọi bà Kamala Harris từ bỏ tấm vé năm 2024. Ngũ giác đài cấp thiết nâng cấp căn cứ qua trước sự phát triển của tên lửa Trung Quốc. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ đã bị loại khỏi danh sách 20 quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới lần đầu tiên trong lịch sử 12 năm. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới hàng năm được công bố vào hôm thứ Tư và Mỹ được xếp ở vị trí thứ 23 giảm so với vị trí thứ 15 của năm trước. Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Tiếp theo là Đan Mạch ở vị trí thứ hai, Iceland ở vị trí thứ ba, Thụy Điển ở vị trí thứ tư và Israel ở vị trí thứ 5. Afghanistan là quốc gia kém hạnh phúc nhất ở vị trí thứ 143. Khi chỉ xét những người dân khi dưới 30 tuổi, Mỹ tụt hẳn xuống vị trí thứ 62. Tuy nhiên, khi chỉ nhìn vào những người trả lời trên 60 tuổi, Mỹ đã nhảy lên vị trí thứ 10. Nghiên cứu cho thấy có mối lo ngại rộng rãi, đặc biệt ở Hoa Kỳ về đại dịch cô đơn đang nổi lên và về hậu quả của sự cô đơn đối với sức khỏe tinh thần và thể chất. Nghiên cứu cũng cho thấy sự cô đơn ở thế hệ Millennial cao gần gấp đôi so với những người sinh trước năm 1965. Báo cáo giải thích, khi so sánh các thế hệ, những người sinh trước năm 1965 nhìn chung hạnh phúc hơn những người sinh năm 1980, trong số millennial, việc đánh giá cuộc sống của chính mình giảm dần theo từng độ tuổi, trong khi sự hài lòng về cuộc sống của những người thuộc thế hệ bomber lại tăng theo độ tuổi. Elon Musk báo hiệu ngày tuyên bố tán thành ủng hộ ứng cử viên Donald Trump. Quý vị thân mến, Elon Musk đã tỏ dấu hiệu cho quyết định công khai ủng hộ một ứng cử viên tổng thống trên đường đua năm 2024. Ông tiết lộ rằng ông có thể cân nhắc việc ủng hộ một ứng cử viên tổng thống cho cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024. Ở đoạn cuối của cuộc đua, tôi có thể ủng hộ một ứng cử viên, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn về điều đó. Ông Musk nói với người dẫn chương trình cũ của CNN, Don Lemon, trong cuộc phỏng vấn được đăng trên một số nền tảng truyền thông xã hội vào ngày 18 tháng 3. Tôi muốn đưa ra một quyết định dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng trước cuộc bầu cử. Và nếu tôi quyết định ủng hộ cho bất kỳ ứng cử viên nào, thì tôi sẽ giải thích chính xác lý do tại sao tôi chọn người đó. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Elon Musk đã thảo luận về cả hai ứng cử viên tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm, cựu tổng thống Donald Trump. Khi được hỏi liệu ông có nghiêng về ứng cử viên nào không, ông Musk nói không, nhưng lại tỏ thái độ cho thấy ông không thoải mái khi ủng hộ Biden. Từ đó, ông Lemon suy luận rằng ông Musk dường như đang ủng hộ Tổng thống Trump vì hiện chỉ có hai người tranh cử. Rất nhiều điều có thể xảy ra từ giờ cho đến lúc bầu cử. Vì vậy, chúng ta hãy xem ai là người được lựa chọn cho vị trí Tổng thống sau một quá trình phân tích kỹ lưỡng, ông Alan Musk cho biết. Đến lúc đó, tôi có thể ủng hộ hoặc không ủng hộ một trong các ứng cử viên đó. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Musk cho biết gần đây ông vô tình gặp vị tổng thống thứ 45 tại Florida, nói rằng tổng thống Trump đã chiếm phần lớn cuộc nói chuyện. Ông Elon Musk cũng xác nhận cựu tổng thống không đề nghị ông quyên góp. Năm 2022, ông Musk kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời nói rằng ông đã bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020. Năm ngoái năm 2023, ông nói rõ rằng ông sẽ không bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2024. Những năm gần đây, ông Musk ngày càng chỉ trích đảng Dân Chủ, gọi đây là đảng của sự chia sẻ và cừu hận, mặc dù trước đây ông đã bỏ phiếu nhiều lần cho đảng này. Ông đã nhiều lần lên tiếng phản đối các chính sách biên giới của chính phủ ông Biden. Vào đầu tháng này, ông Musk đã cảnh báo rằng dòng người nhập cư bất hợp pháp không được kiểm soát, gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia và đặt nền móng cho điều gì đó tồi tệ hơn nhiều so với vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong cuộc phỏng vấn, ông Musk nói rằng, Twitter, trước khi ông tiếp nhận và đổi tên thành X là một nhóm cực tả, lưu ý rằng 99% số tiền quyên góp chính trị của nhân viên Twitter là để ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Washington Post tiếp tục kêu gọi bà Kamala Harris từ bỏ tấm vé năm 2024. Thưa quý vị, những người phụ trách chuyên mục ý kiến tại Washington Post đang tiếp tục gây áp lực buộc phó tổng thống Kamala Harris không tham gia cuộc bầu cử năm 2024. Bài viết lần này cảnh báo rằng bà có nguy cơ trở thành sự sụp đổ vào năm 2024 của Joe Biden. Nhà báo chuyên mục quan điểm của Washington Post, bà Kathleen Parker đã viết một chuyên mục vào tuần trước với tiêu đề vì lợi ích của đất nước, Phó Tổng thống Harris nên từ chức. Bà Parker viết trong chuyên mục của mình, chiến lược tán tỉnh và chịu muộn, cự tri thiểu số của đảng Dân Chủ là con đường dẫn đến sự hủy hoại. Bà Harris, cựu Tổng trưởng lý California và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, đồng thời là người phụ nữ da đen đầu tiên và người phụ nữ gốc Á đầu tiên nhận được đề cử cho chức Phó Tổng thống. Bà Parker cho biết, bà Harris đã thất bại trên cương vị sa hoàng biên giới và từ đó giữ im lặng và có màn trình diễn đáng thất vọng trên cương vị là phó tổng thống. Bà Parker giải thích rằng bà Harris là người cực kỳ không được ưa chuộng nên từ trước vì nếu ông Biden chọn bà Harris là người đồng hành tranh cử, ông ấy có nguy cơ thua cuộc bầu cử năm 2024. Bà Parker viết, câu hỏi hóc búa của bà Kamala nằm ở chỗ, bà ấy được chọn vì bà ấy là người da đen và là phụ nữ, một sự kết hợp tương đương với sự đảm bảo công việc. Giờ bà ấy đã trở thành gánh nặng cho tấm vé của đảng Dân Chủ. Ông Biden không thể sa thải bà ấy, ông ấy không thể mạo hiểm. Mức độ nghiêm trọng của tình huống này không hề nói quá. Ngoài ra, độ tuổi 81 của ông Biden khiến cử tri suy nghĩ nhiều hơn về khả năng bà Harris có thể trở thành tổng thống vào giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, bà Harris cực kỳ không được ủng hộ, bà có tỷ lệ không tán thành trung bình là 52,3% so với tỷ lệ tán thành 37,2%, theo thăm dò của FiveThirtyEight. Đây không phải là lần đầu tiên một nhà báo chuyên mục của Washington Post kêu gọi bà Harris từ chức. Vào tháng 9 năm 2023, người phụ trách chuyên mục, ông Davis Inatius, cho biết cả ông Biden và bà Harris đều không nên tái tranh cử vào năm 2024. Ngũ giác đài cấp thiết nâng cấp căn cứ Guam trước sự phát triển của tên lửa Trung Quốc. Thưa quý vị, các quan chức cấp cao lầu Nam Gốc kêu gọi phân bổ thêm kinh phí và nguồn lực để nâng cấp căn cứ ở đảo Guam trong bối cảnh công nghệ tên lửa của Trung Quốc ngày càng phát triển. Cụ thể, tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 20 tháng 3, các quan chức cấp cao ngũ giác đài nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ đảo Quam trở thành ưu tiên hàng đầu của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương trong bối cảnh công nghệ tên lửa của Trung Quốc ngày càng phát triển. Đô đốc John Aquilino, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ nói rằng, hệ thống phòng thủ của Quam chắc chắn là ưu tiên hàng đầu. Ông Aquilino cho biết, tôi đã nêu rõ yêu cầu đó là khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp 360 độ cho Guam để bảo vệ người dân và chúng tôi và bảo vệ các lực lượng, và điều đó bao gồm các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, siêu thanh và hành trình. Theo tờ Nisky Asia, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dư Thái Bình Dương của Mỹ đã yêu cầu thêm 11 tỷ đô cho năm tài khóa 2025 với các ưu tiên bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa ở đảo Quang để đối phó với tên lửa nguy cơ của Trung Quốc. Theo đó, trong số 11 tỷ đô la trên, 430 triệu đô sẽ dùng để phát triển một hệ thống tại đảo Quam nhằm phòng thủ từ các mối đe dọa tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh và hành trình của Trung Quốc. Ngoài ra, theo show China Morning Post, lục quân Mỹ cũng cho biết đang yêu cầu 7,2 tỷ đô để nâng cấp cơ sở hạ tầng đang xuống cấp trên đảo Quam và để đối phó với hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ông Aquilino dẫn ví dụ về hậu quả của những cơn bão đổ bộ trên đảo Guam, trong đó có siêu bão Maqua năm 2017. Theo ông, những cơn bão này hầu như không ảnh hưởng đến hệ thống phân phối điện ngầm tại căn cứ Không quân Anderson ở đảo Guam, nhưng lại ảnh hưởng đến các bộ phận khác của hệ thống phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng trên mặt đất. Các quan chức ngũ giác đài cũng cho biết, bất chấp nhu cầu ngày càng tăng về nguồn lực và nhân lực của ngũ giác đài do cuộc chiến ở Ukraine và cuộc chiến chống lại hành vi quấy rối của lực lượng vũ trang Houthi, Yemen ở Biển Đỏ, Mỹ sẽ vẫn cam kết với Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, thì các quan chức cũng nhấn mạnh rằng, việc tránh xung đột thông qua biện pháp sang đe luôn được ưu tiên hơn. Thưa quý vị, trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ali Rosner nói rằng, xung đột trong khu vực không phải sắp xảy ra hay tất yếu và ngũ giác đài đang hoạt động tích cực hơn bao giờ hết để duy trì tình trạng đó với sự giúp đỡ của các đồng minh và đối tác của Mỹ. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị em đã chọn channel YouTube của Emily để cập nhật các bản tin hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng chúng tôi. Đội ngũ biên tập luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất, để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả và quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like share và đăng ký kênh btv e post time để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào từ chúng tôi nhé